X11 Story mến chào các quý vị thính giả. Lã Bố, tự là Phụng Tiên, xuất thân nghèo hèn, được xưng tụng là võ tướng mạnh nhất thời Tam Quốc. Nhiều người cho rằng Lã Bố chỉ là kẻ lỗ mãng vô học, nhưng thực tế Lã Bố là người văn võ song toàn, là nhân tài hiếm có. Năm 189 sau Công Nguyên, Lã Bố được Thứ sử Tịnh Châu đương nhiệm là Đinh Nguyên coi trọng, được bổ nhiệm làm chủ bộ. Bấy giờ, Hà Tiến bí mật âm mưu nhân cái chết của Hán Linh Đế để giết bọn hoạn quan, đưa quân tập hợp tại Lạc Dương. Đinh Nguyên vốn cũng cùng Hà Tiến đi giết bọn hoạn quan, nhưng sự việc bất ngờ xảy ra, Hà Tiến bị bọn hoạn quan giết chết. Đồng Trác là kẻ đối chọi gay gắt với Đinh Nguyên cũng nhân lúc ấy vào kinh, thâu tóm được đại quyền nhà Hán trong tay. Đồng Trác nghe mưu của Lý Nho dụ Lã Bố, để Lã Bố đi giết Đinh Nguyên, sau đó thâu tóm tất cả binh mã của Đinh Nguyên vào dưới tay mình, Lã Bố sau đó cũng nhận Đồng Trác làm cha nuôi. Xong, việc Đồng Trác lũng loạn triều chính đã dẫn đến việc Tôn Kiên dẫn quân thảo phạt. Để nghênh đón kẻ địch, Đồng Trác đã cử Tây Lương đại tướng quân Hồ Trần cùng Đồng Trác đi phá thế tiến công của Tôn Kiên. Nhưng, Lã Bố vì xích mích với Hồ Trần nên đã khiến việc phá thế quân thảo phạt thất bại. Vì thế, Đồng Trác mang theo Hán Hiến Đế chạy đến Trường An. Đồng Trác luôn coi Lã Bố là một kẻ lỗ mãng chỉ giỏi dùng vũ lực nên chưa từng tôn trọng Lã Bố. Lúc ấy, Vương Doãn đã lợi dụng Lã Bố để giết Đồng Trác. Kế hoạch này của Vương Doãn về sau thành công và hành động này có thể coi như một đại công đối với hoàng thất nhà Hán. Lã Bố cũng nhờ đó mà có thể cùng Vương Doãn tham gia vào việc triều chính. Về sau, loạn quân Tây Lương tấn công thành Trường An, Vương Doãn hy sinh trong trận chiến, Lã Bố thua chạy bỏ trốn. Sau khi Lã Bố chạy thoát, nghĩ muốn đầu quân cho Viên Thuật, nhưng lại bị Viên Thuật từ chối. Không thể đầu quân cho Viên Thuật, Lã Bố lại tiếp tục đầu quân sang phe Viên Thiệu, nhưng suýt chút nữa chết bởi ám toán của Viên Thiệu. Cho nên, sau đó Lã Bố đã đầu quân vào phe người anh em Trương Dương của mình, muốn ở bên thế lực của Trương Dương sống yên ổn một thời gian. Bấy giờ, Tào Tháo đang mang quân đi đánh Đào Khiêm ở Từ Châu, Trần Cung ở Duyện Châu câu kết với Trương Mạc làm loạn, bởi vì lo sợ bản thân không địch lại nổi Tào Tháo, nên đã tính toán mời Lã Bố đến. Nhưng kết quả là Tào Tháo quay về đoạt lại Duyện Châu, Lã Bố chỉ có thể tiếp tục đi tìm thế lực khác để nương nhờ, lần này Lã Bố chọn Lưu Bị. Nhưng Lã Bố nghe lời mưu sĩ Trần Cung thừa cơ chiếm lấy Từ Châu lúc Lưu Bị đi vắng, sau đó Lữ Bố lại còn thu nạp Lưu Bị về chịu sự quản lý của mình. Nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố. Lúc bấy giờ, võ nghệ của Lữ Bố cao siêu ai cũng phải thừa nhận. Việc tam anh chiến Lữ Bố không thấy ghi chép trong chính sử, nhưng việc danh môn xạ kích thì có ghi chép trong sử liệu. Đó là việc xảy ra năm Kiến An thứ hai, tức năm 197 Công Nguyên, Lưu Bị trong lần thứ hai nương nhờ Lữ Bố, đóng quân tại Tiểu Bái, nghe nói Viên Thuật phái đại tướng Kỳ Linh mang 3 vạn quân đến tấn công, vội vàng sang Từ Châu cầu cứu Lữ Bố. Mưu sĩ Trần Cung tham mưu cho Lữ Bố nói, bình thời, không phải ngài muốn giết Lưu Bị hay sao? Phen này nên mượn tay Viên Thuật mà thực hiện việc đó, bất tất phải đi cứu. Lữ Bố nói, không được. Nếu Viên Thuật đánh Lưu Bị thì khác gì lửa cháy nhà hàng xóm, tất sẽ lan sang nhà mình. Nhớ may, Viên Thuật tiện đường bao vây cả quân ta nữa thì làm sao? Lữ Bố liền dẫn 1.000 binh mã ra đối trận với Kỳ Linh. Lữ Bố suy tính rằng nếu lấy võ lực mà đối chọi với quân của Viên Thuật thì hai bên đều tổn thất, nên đã mời Kỳ Linh và Lưu Bị dự tiệc tại quân doanh của mình. Lữ Bố sai quân lính cắm kích cách xa 150 bước, giao hẹn trước rằng nếu mình có thể bắn tên chúng vào ngạnh kích thì Kỳ Linh và Lưu Bị phải giảng hòa. Sau đó, ông lùi lại, dương cung bắn mạnh, chúng ngay vào ngạnh kích như đã nói. Lưu Bị tạ ơn Lữ Bố đã giải nguy, còn Kỳ Linh thấy Lữ Bố quá kiêu dũng nên cũng rút quân về, không dám trái ý. Qua sự việc doanh môn xạ kích, chúng ta có thể thấy Lữ Bố là con người đầy đủ mưu lược, lại thực sự có lòng dũng cảm. Tuyệt đối không phải người tầm thường, trái với những gì thiên hạ đồn là hữu dũng vô mưu, gia nô ba họ. Trong việc dùng người rõ ràng Lữ Bố không bằng Tào Tháo, Lưu Bị, cho nên chỉ 3 năm sau Lữ Bố đại bại. Năm 197 sau Công Nguyên, Viên Thuật muốn liên thủ với Lã Bố, cho nên muốn để con trai mình lấy con gái Lã Bố làm vợ, hai bên kết tình thông gia. Viên Thuật cử Hàn Dận làm sứ giả đi đón con gái của Lã Bố. Lúc ấy, Trần Khuê lo sợ nếu Lã Bố và Viên Thuật kết thành liên minh sẽ chỉ có hại cho quốc gia nên đã khuyên Lã Bố kết liên minh với Tào Tháo. Lã Bố tin theo lời Trần Khuê, giết sứ giả là Hàn Dận, mang con gái mình quay về. Năm 198 sau Công Nguyên, Lã Bố lại kết liên minh với Viên Thuật lần nữa, Tào Tháo đã đích thân dẫn quân đến tấn công Lã Bố. Lã Bố tuy chiến bại, nhưng vẫn kiên trì tử thủ được thêm 3 tháng, sau cùng bị thuộc hạ phản bội, bị bắt sống trên thành Bạch Môn. Tào Tháo nổi tiếng với câu, dùng người thì không được nghi ngờ, đã nghi thì không dùng. Do vậy,
Tào Tháo có thể dùng người và cũng có thể giết người. Khi muốn giết ai, thì không bao giờ do dự. Nhưng duy nhất trong sự nghiệp bá vương của mình, Tào Tháo đã do dự, đó là khi định giết Lữ Bố. Sau khi bị Tào Tháo bắt sống, Lữ Bố tỏ ra sẵn sàng hàng phục và nói với Tào Tháo. Không phải ông muốn thống nhất thiên hạ sao? Nếu có tôi thì đại sự chắc chắn sẽ thành công. Tào Tháo vốn yêu mến nhân tài và giỏi thuật dùng người, thực sự định giữ Lữ Bố lại. Nhưng ngay lúc đó, Lưu Bị đứng bên cạnh Tào Tháo lại nói. Chả lẽ ngài quên Lữ Bố đã giết người cuối cùng là ai sao? Tào Tháo nhất thời không cần suy tính, nhiều bèn ra lệnh giết chết Lữ Bố. Lã Bố trước khi chết đã hét lớn một câu, rằng, thị nhi tối phả tin giả. Nghĩa của câu này là, Lưu Bị là kẻ không đáng tin tưởng nhất. Lã Bố cho rằng bản thân mình và Lưu Bị đều là người xuất thân giống nhau, phải giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái mới phải. Khi bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm, Lưu Bị đáng lý phải cứu mình khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Lưu Bị lúc này biến sắc mặt, Tào Tháo giết xong Lữ Bố thì chợt toát mồ hôi. Giành thiên hạ, tất nhiên trước hết phải giành nhân tài. Tào Tháo và Lưu Bị mặc dù có lúc đã liên minh với nhau, nhưng mỗi người ai cũng có tính toán riêng. Đối với Lữ Bố, một người hữu dụng như vậy, nếu lọt vào tay ai, thì cán cân tranh giành thiên hạ sẽ nghiêng về phía người đó. Lưu Bị đang sợ điểm này, chụp lấy cơ hội Tào Tháo đang lưỡng lự muốn giữ mà cũng muốn giết Lữ Bố, bèn nói kích để Tào Tháo giết Lữ Bố, giải tỏa sự uy hiếp tiềm ẩn đối với mình. Trái lại, nếu lúc đó Lữ Bố rơi vào tay của Lưu Bị, thì dựa vào đặc điểm dùng người của Lưu Bị mà xét, có thể Lưu Bị sẽ không bao giờ giết Lữ Bố một cách dễ dàng như vậy. Nếu như Tào Tháo khi đó không nghe theo lời Lưu Bị mà chú ý đến lời Lã Bố, chấp nhận lời đề nghị của Lã Bố, không loại bỏ ông ta thì có lẽ thế cục Tam Quốc đã rẽ sang hướng khác. X51 Story luận bàn. Trong cuộc sống, vẫn thường xảy ra những chuyện tương tự, khi một con người mà đôi bên đều muốn tranh giành, thì người giành không được bao giờ cũng nói xấu đối tượng đang tranh đoạt. Ăn nho không được thì bảo là nho chua. Vì vậy, người giành được cũng có ý nghĩ không hay về đối tượng của mình đã chiếm hữu, và tất nhiên sẽ có ảnh hưởng đến việc sử dụng. Cho nên trong việc dùng người cần quán chiếu soi xét, cân nhắc cẩn thận để không bị những kẻ tinh danh như Lưu Bị nhân cơ hội phá hỏng. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.